Mô Phật sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên quý thầy quý sư cô cùng toàn thể đạo tràng đại chúng. Con kính thỉnh thầy khai thị thêm về cái bệnh chắc của con á. Mặc dù nghe thầy khai thị rất là nhiều về cái khi mà đối diện tiếp cảnh mình đừng có để cái ta vào trong đó thì mình sẽ được giải thoát ngay đó, chỉ cần giữ được công phu thôi. Nhưng mà thật sự khi bản thân con đối diện tiếp cảnh, khi mà có một cái gì đó nói về cái ta của mình đi, giống như có ai đó la mình hay là trách mình hay là chơi bai mình, thì ngay đó con nổi lên cái tâm sân, cái tâm rất là khó chịu, rồi lại nghĩ tới quá khứ, rồi lại lo tới tương lai, cho nên con không có giữ được công phu. Con kính thỉnh thầy từ bi khai thị cho con có một cái rõ ràng trên cái công phu của mình và làm sao con có thể giữ được công phu cho nó nghiêm mật hơn ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thì nói cái tập khí khó trừ, tất cả là tập khí của mình, ai không thích khen, ai không ghét cái sự chê bai, ai không thích gây hình ảnh đẹp, ai không chán ghét những cái sự xấu xa hôi thối. Đó là cái tập khí từ vô lượng kiếp, gọi là phải thiệt ra phải hôi thối nữa, giống như là sầu riêng mình thì mình thích thơm, mình thích mình ăn, chứ gặp người nước ngoài nó cho là cái mùi hôi mùi thối. Cái này nó hợp với cái bản ngã của mình, nó hợp với lại cái tư tưởng của mình, nó hợp với lại cái hoàn cảnh của mình thích á thì cho đó là đúng, cho đó là hay. Nghịch với mình á thì hoàn toàn mình không thích đó. Nói những cái người thân của mình á, mình thương người đó có chơi xấu mình đi, cái nói bậy nó xạo gạt mình đi, mình vẫn thích rồi, thương mà. Cho nên trong dân gian nói câu khi thương trái ấu cũng tròn, mà khi ghét thì bồ hòn cũng méo á. Còn khi mà ghét rồi, cho dù người đó có khen mình cũng nghĩ là nó khen xạo, khen láo, nó chơi khăm chơi xỏ. À, tất cả đó nó phát xuất từ cái chủ vô minh, từ cái niệm của ngã chấp. Nếu người hành giả thâm thiền á, biết thâm thiền đề thoại đầu khởi nhi tình, nó phá tận cái gốc của ngã chấp, không có năng sở tương đối, không có phân biệt xấu tốt nữa. Mà không có cái tương đối phân biệt xấu tốt á, không phải là không biết. Cái điểm chỗ này á, nhiều người ta không có tin được, nói tham thiền để không biết thì không chấp nhận. Nó không phải làm sao mà không biết, tất cả các gì cũng biết, mà làm sao nói là không biết. Không, đây là không biết, không có trụ trên biết đó luôn, không có chết trên cái biết đó luôn, không phân biệt trên cái biết đó luôn. Thì sự tham thiền mình á, mình cứ tham thiền thôi, còn mọi cái không phải là cấm, không phải là bịt mắt, không phải là bịt tai, không phải là che chắn gì hay là dối gạt gì, vẫn bình thường, không có trốn tránh nữa. Chứ tổ không cho trốn tránh mà, nó bắt phá trùng quan, bắt bế quan là trốn cảnh tránh duyên, này không có trốn cảnh tránh duyên gì cả. Trên cảnh trên duyên, trên mọi cái hình thức á, cái cuộc sống của mình á vẫn bình thường, mà trên cái bình thường đó luôn luôn giữ công phu. Đó là đối cảnh mới là tu, đối cảnh mới là tu, trốn cảnh tránh cảnh không phải là tu. Mà sự tu tập ra chỉ là khởi nghi tình thôi, kéo dài nghi tình, giữ cái nghi tình. Bây giờ chúng ta đang mới cũng tập tành tu tập thôi, cho nên chúng ta vẫn còn cái tập khí dày sâu dày, tập khí vô lượng kiếp. Nói tập khí giống như nói về tập khí chúng sanh này, thân người đi, khi sanh ra lớn lên nó sẽ có những cái ham thích của con người. Con thú đó có sự ham thích, sự mưu cầu của con thú. À vậy đó, nó khỏi có cần học, khỏi cần ai dạy cho cả. Đúng đụng duyên tiếp cảnh, cái bản ngã nó có sẵn trong tâm, nó sẽ nổi lên thôi. Lòng tham, nếu mà cái người cái tham á, gặp vàng, gặp tiền, gặp gì cũng là thích thích á. Đời nghĩ ngợi, nếu mà trong cái hoàn cảnh xã hội, trong cuộc sống của xã hội, trong cái sự pháp luật của xã hội, ăn trộm là bị bắt, xử phạt nó đó. Nói gì nó sợ cái pháp luật, mình không dám, gì là cái tâm nó đâu có mất. Cái vô minh nó không có mất, cái ngã nó không có mất, cái tập khí nó không có mất. Nếu mà tự do, nếu mà buông thả một xã hội loạn, bị nhiễu loạn á,
thì nó phơi bày ra hết tất cả thói hư tật xấu đó. À. Mà trong một xã hội may mắn, một xã hội, một đất nước, một quốc gia, một gia đình sống có nền nếp có kỷ cương á, thì nó chính hạn chế được những cái tâm cái tâm xấu của mình. Mấy hạn chế đó nằm ngủ đó thôi, nó bị che chắn đó thôi bởi cái đạo đức, bởi cái pháp luật. À, chứ không phải là cái gì. Nên cái sự tu tập phải làm sao phá được cái căn bản, cái vô minh này, cái mà căn bản của tham, căn bản của sân, căn bản của si, tự ngã chấp, vô minh năng với sở đó. Tham thiền nó sẽ được làm được cái việc đó. Nên cái đó đó nó có sẵn mà, đâu có dễ đâu. Và cái tập khí ngàn đời của mình mà đụng duyên tiếp cảnh là nó bay ra liền, nó bung ra liền. Nên đó, bây giờ mình đã có sự công phu, nó còn hơn cả cái kỷ cương kỷ luật, nó còn hơn cả cái gì ở trên cái xã hội, cái thế gian hay gia đình nữa. À, này là cái tâm của chính mình, cái tâm nguyện xuất gia, cái tâm nguyện tu tập, cái tâm muốn liễu sanh thoát tử, cái tâm thống thức sinh tử của mình phải chân thật, phải mạnh hơn á, cái gì hết á, nó vượt đằng trước hơn hết tất cả các gì hết, thì nó mới đi đến cái sự thành công, thắng được chính mình. Từ bây giờ nó nổi lên á, không phải mình dần phải đè nén nó xuống. Bình thường cũng ngay cái đầu nổi lên phiền não đó đó, buồn á, phiền não đó, hay là vui đó, thích đó, cũng đừng quên công phu. Thích cũng không quên công phu, mà chán cũng không quên công phu, vui cũng không quên công phu, buồn cũng không quên công phu. Thì chính cái đối diện á, cảnh duyên đó mà dần dần mình vượt qua được hết tất cả cảnh duyên đó. Đó là phải để thời đầu khởi nhi tịnh thôi. Cho dù là 20-30 năm, 30-40 năm tu tập, 50-60 năm tu tập, cái đối diện với cái hết sức là bình thường, mà nó vẫn vẫn dao động, vẫn bị tấn công bởi cái vọng niệm như thường, phải là không á, không phải cho đó là mình yếu, là mình cạn, mình phải tự nhìn lại mình tại sao công phu mình vẫn cứ như vậy, thì phải công phu hơn nữa, phải tinh tự tâm, phải thực hành mạnh hơn nữa, thì đó mới là người đương đầu với hết tất cả mọi cái khó khăn gian khổ, đánh đổi hết tất cả cái tuổi thanh xuân luôn, cả sự nghiệp luôn, cả tất cả sở hữu gì mình có đó, đánh đổi hết để nắm chặt cái chánh pháp mà hành thôi. Thì dần dần á nó mới vượt qua được. Mà chư tổ nói chỗ này, nói là tập khí khó trừ, tập khí khó trừ, đó là tập khí thôi. Khen ai không thích đâu, chê ai không buồn. À, tập khí khó trừ. Đến nỗi mà chư tổ nói có khi người kiến tánh rồi tập khí vẫn còn nguyên, đừng nói là tập khí xuất thế gian, tập khí thế gian cũng còn nguyên, có khi tập khí thế gian vẫn còn nguyên, tập khí thô đó đó vẫn còn, có khi kiến tánh là tập khí đó vẫn còn. Mà khi kiến tánh rồi á, tập khí nào mà nó trổ ra, nó xì ra rồi thì nó hết luôn. Đó là cái sự chân tu của bậc thánh á, cũng gọi là cái bảo nhậm của bậc thánh. Cho nên đó, không có gì phải lo, không có gì phải sợ. Sợ là mình không có công phu liên tục, không có thường xuyên, đó mới là đáng sợ. Sợ là mình bị cái ý thức nó chi phối, tiếp tục nó dẫn dắt mình đi phiền não hoài không nguôi, tham dục hoài không có bớt, thì đó mới là đáng sợ. Là không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác trị. Mình không có cái niệm tỉnh táo, không có niệm công phu thực hành trong đó, thì nó nhấn mình ở trong cái vô minh ngã chấp. Thì nó dễ như hiểu không? Dạ, con hiểu hoàn toàn, thành kính chuyên thành. Dạ, thưa thầy, con có thêm một cái thắc mắc nữa. Giống như thầy nói, cho đừng có chốn cảnh mà tu, nhưng mà bản thân con khi mà con thấy cái vô minh nó nổi lên, rồi không có giữ được công phu, rồi mình làm cho người xung quanh buồn phiền, cái tự nhiên con nổi lên cái tâm là ở đây có thể là làm phiền đại chúng, rồi lại mang nợ tạo nợ, thì cái này á nó cũng làm cho con nổi cái niệm muốn bỏ thiền đường mà đi.
thì con thỉnh thầy khai thị cho con có một cái nhìn hơn trên cái công phu của mình và niềm tin các môn để con có thể được mạnh mẽ trên con đường đi của mình. Dạ con kính thỉnh thầy. Cái đó cũng là cái tập khí vô minh, đó là cái tập khí sinh tử, bảo vệ cái ngã chấp của mình, bảo vệ cái vô minh của mình không biết bảo vệ nhầm giặc. Thế là Đức Phật nói là nhận giặc làm con á, cứ chạy theo cái đó, chạy quanh cuối cùng cũng không ra khỏi gốc của sinh tử, không rời khỏi cái cọc của vô minh á, thì nó oan uổng một thời và một đời, bỏ qua cái cơ duyên tốt, chỗ mà để mình trau dồi, chỗ mà mình cọ sát, chỗ mà mình phát triển cái năng lực tu tập của mình. Thì đó là từ cái tập khí mình không thắng được cái tập khí, từ nghiệp lực mình không có vượt qua khỏi cái nghiệp lực của mình đó, nên mình mới chiều theo cái bản ngã. Không phải là chiều theo đó cái mình cho là tốt đâu, thì ra tới đó mà nó vẫn không thuận theo cái sở thích của nó nữa, cái ngã chấp của nó nữa, thì nó phiền não càng trội hơn nữa, chắc chắn là như vậy. Nếu có người ta buông cái phao ra rồi ta chơi với, ta chê cái phao này cũ, phao này xấu á, buông cái phao ra thì cái phao là nó cứu sinh, phao cũ phao xấu thì nó cứu được mạng mình á, giống như thuốc tốt thuốc xấu gì không cần biết, thuốc rẻ thuốc mắc gì không cần biết, mà lành bệnh nó là thuốc hay. Cái pháp cạn pháp sâu cũng không cần hay, không cần phân biệt á, miễn nó hợp cơ, đó là cái pháp diệu chư tổ nói đó mà. Đừng nói là cái pháp này là cổ sổ sĩ, pháp này là ít người đi ít người theo á, mình không có nhìn trên cái hình tướng đó, không quýnh giá trên cái nhận xét đó, mà mình phải chân thật đối với tâm của mình, dám chấp nhận, dám vượt qua, và dám giữ cái tâm kiên định á. Giống như lập một cái hạnh á, mà cái hạnh này, cái chỗ này nè, chỗ này là cái chỗ mà chúng sanh á, phần lớn những hành giả hay vấp phải hay bị lắm, tại cái tâm thay đổi hoài, tại lọt trong cái ngã chấp á, trên cái sở cầu, trên cái sở đắc, trên cái sở sợ, nên nó không vượt qua được ba cái này á, bỏ đánh đổi mất cái nhân duyên tốt, đánh đổi mất cái môi trường cơ hội tốt mà không biết á, hay đánh mất cái chánh pháp mình không biết, đó đều do mình thôi. Bắt đầu mình ôm cái vọng, cái si vọng của mình đó, để mình tiếp tục vô minh, tiếp tục ngã chấp. Thì ngài Triệu Châu có nói sao, lập một cái hạnh 30 năm một tâm một hạnh, còn đây mình á mới có đi ngược cái bản ngã mình, là mình muốn thay đổi rồi, tạp tâm tạp hạnh rồi, nên cái mà ôm cái tạp tâm tạp hạnh, ôm cái hai lòng á, không có thể mà thành tựu được cái Phật pháp, phải một tâm một hạnh, hay là gọi là phải một lòng một tâm một ý thôi. Một tâm một ý quý tử tham thiền á, cho dù khổ cỡ nào, cho dù khó đến đâu quá ra sao, mình cũng không có buông xuống cái sự công phu, buông xuống sự tu tập, và phải chuyển cái khổ đau, cái trái nghịch đó đó, nghịch duyên trái đó, thành một cái lực lượng tốt cho công phu, cho sự tu tập của mình, đó mới là người trí tuệ. Thì á, ngài Triệu Châu cứ khuyên là phải 30 năm, nếu 30 năm mà cứ một tâm một hạnh như vậy mà không có được kiến tánh, thì đây lấy đầu lão tăng. Ngài Triệu Châu mà dám giống như thề đập, dám mà mãnh liệt nói như vậy, mà tại vì ngài á, tâm rất là tâm huyết á, biết là người người học Phật, người tu tập rất là dễ dàng thay đổi, đụng cái bản ngã chút xíu là có thể thay đổi, lật trở thế cờ hoàn toàn, chuyển bạn thành thù, chuyển thù thành bạn. Đó là cái tánh chúng sanh, cái tánh hay thay đổi, chúng ta rất là dễ bị cái đó nó chi phối bởi cái ngã chấp và vô minh. Đến ngày Trung Phong Minh Bổn còn khuyên phải lấy cái ngộ làm kỳ hạn, cho dù một đời chưa xong tiếp tục lập hạnh một đời nữa, một đời hết tới một đời, cho đến khi nào ngộ mới thôi,
Chứ đó 30 năm vẫn còn ngắn, nghe không? Ngài trụ cho 30 năm hết, lập tiếp 30 năm nữa cái hạnh đó, nhiều lần như vậy, vài lần như vậy, mà có dám làm một lần 30 năm mình thấy ngán ngẩm á, sợ. Tại cái tánh của mình là cái tánh thích thay đổi. Thích mới, thích lạ, mà là cái tánh vô minh, tánh vọng động, chứ không phải là cái tánh giải thoát. Thì trở lại mỗi ngày có khi mình nghe, nhưng mà cái tâm mình là khi mà nó chán, nó không thích á, thì nó dội ra, nó cứ dội ra không chịu nghe. Đó là do cái ngã chấp của mình. Nếu mình lập một cái hạnh rồi á, nghe không được cũng nghe, hành không nổi cũng hành. Nghe là quả là những cái ví dụ trong thiền thất khai thị lục. Có những lúc tham thiền đề thổi đầu không nổi, tại vì nó quá chán, nó quá chán. Nếu mà nói đề không nổi, giống như tảng đá nặng đè trên vai ngàn cân, nhấc cũng nhấc không lên, không lẽ buông xuôi, không lẽ bỏ qua, ngày không, vẫn đề, từng chữ rõ ràng vấn đề. Thế nó vượt qua được cái cửa ải đó rồi thì nó lại thông, tiếp tục đi tiếp. Đó là những cái mà Ngài Lai Quả truyền kinh nghiệm tu tập cho chúng ta. Mà chúng ta khi đọc thì hiểu, nhắc đi nhắc lại thì nhớ thì biết, mà đụng tới mình có cái vấn đề y như vậy hay là có thì rất là nhẹ hơn rất nhiều á, mà cũng đã thay lòng đổi dạ rồi, biến mất cái tâm chân chính tu tập của mình, nó rất là oan uổng. Nên phải lập cái hạnh bây giờ chưa xảy ra việc gì, chưa có cái vấn đề gì lấn cấn cả, thì cái miệt mài siêng năng tham học luôn đề thổi đầu khởi nghi tịnh ở mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi chốn, để là mình không có phung phí cái thời giờ của mình. Thì nói vậy nghe hiểu không? Dạ, con thành kính tri ân thầy, con hiểu rồi. Rồi, giờ đã hết giờ. Kính chào quý thầy, quý sư cô, bạn đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.